Bảng A môn bóng đá Nam SEA Games 31 khép lại vào tối qua với kết quả U23 Indonesia đánh bại U23 Myanmar 3-1 và U23 Việt Nam thắng Timor-Leste 2-0. Với những kết quả này, U23 Việt Nam đoạt ngôi nhất bảng A với 10 điểm, ghi 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. U23 Indonesia xếp nhì bảng khi có trong tay 9 điểm, ghi 11 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần. Myanmar chia tay SEA Games 31 với vị trí thứ 3 bảng khi giành được 6 điểm. Philippines 4 điểm và Timor-Leste 0 điểm chia nhau 2 vị trí cuối bảng. Việc U23 Việt Nam và Indonesia giành vé vào bán kết không có gì bất ngờ khi hai đội lần lượt là hạt giống số 1 và số 2 của bảng đấu. Phát biểu sau trận thắng U23 Timor-Leste 2-0 ở lượt cuối bảng ASEAN Games 31 diễn ra vào tối qua trên sân Vietri, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết toàn đội sẽ hoàn thiện mình để giành chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng. Đánh giá về điểm mạnh cũng như điểm yếu của U23 Thái Lan, có thể là đối thủ có thể U23 Việt Nam tại vòng bán kết, ông Park cho biết. Với U23 Thái Lan, họ có nhiều cầu thủ tốt, kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Hàng công U23 Thái Lan có nhiều cá nhân có thể tạo ra sự đột biến. Đặc biệt, hàng tiền vệ của họ có cầu thủ số 18 và 19 chơi rất nổi bật. Đó là cầu thủ khá tài năng. Nắm được thế mạnh của đối thủ, ông Park tự tin rằng sẽ vượt qua U23 Thái Lan. Người hâm mộ bóng đá cả nước đang rất kỳ vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao chủ nhà. Chỉ có khoảng 20.000 vé trận chung kết và tranh huy chương đồng môn bóng đá Nam SEA Games 31 diễn ra chiều tối ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình được bán cho người hâm mộ. Cổ động viên đang lùng sục khắp nơi để hy vọng có thể sở hữu một đôi vé vào sân. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết. Trận đấu của đội tuyển sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vào ngày 19 tháng 5. Nếu thắng trong trận bán kết, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự trận tranh huy chương vàng trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ ngày 22 tháng 5. Nếu thua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tranh huy chương đồng vào lúc 16 giờ cùng ngày cũng trên sân Mỹ Đình. Sáng qua, ban tổ chức SEA Games 31 đã bán vé online trận chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 31 trên trang digiticket.vn. Cũng như lần bán vé vòng bảng trước đó, người hâm mộ gặp rất nhiều khó khăn để có thể đăng nhập và tiến hành mua vé khi trang web liên tục bị lỗi và không thể mua được vé. Được biết sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Với việc chỉ có khoảng 20.000 vé được bán cho người hâm mộ nên cơn khát vé chung kết bóng đá nam rất lớn. 20.000 vé còn lại làm vé mời. Còn việc có bán trực tiếp hay bán qua đường công văn thì ban tổ chức vẫn đang cân nhắc. Dự báo vé chung kết môn bóng đá Nam SEA Games 31 trong những ngày tới sẽ tiếp tục sốt và được đẩy giá lên rất cao trên thị trường chợ đen do tình trạng cung không đủ cầu. Mang về gần 50% số huy chương vàng chỉ sau 3 ngày tranh tài chính thức sau khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam quyết định tăng tốc trong một ngày mà hầu hết các môn Olympic đều tung hết lực lượng ra trận. Và trong ngày hôm nay thì người hâm mộ đang chờ màn bùng nổ từ các môn Olympic. Bắn súng xung trận ở trước các xạ thủ là Nguyễn Quỳnh Trang, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo trước cự ly 10m súng ngắn hơi nữ và Phan Xuân Chuyên, Hà Minh Thành, Đỗ Văn Đông với 25m súng ngắn bắn nhanh. Đây là những nội dung thế mạnh dự kiến sẽ mang về thành tích như mong muốn. Còn ở đường đua xanh thì Nguyễn Quy Hoàng sẽ đấu loại 400m tự do. Sau 3 ngày tranh tài, bộ môn này mới chỉ giành được 4 huy chương vàng. Tướng bơi Việt Nam sẽ phải nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Trên sân điền kinh, nhiều gương mặt chủ lực đồng loạt ra quân, nhưng cơ hội tranh chấp ở các thứ hạng cao vẫn là dấu hỏi lớn. Giới chuyên môn cho rằng 3-4 huy chương vàng là kết quả lạc quan cho bộ môn điền kinh trong ngày hôm nay, có thể giành thêm khoảng 4 huy chương vàng trong ngày thi đấu này. Khiêu vũ thể thao giành 5 huy chương vàng trong ngày ra quân sẽ là sự khích lệ lớn lao và các cặp đôi Anh Minh, Trường Xuân quyết tâm chinh phục các nội dung standard. Còn với cờ vua thì hai đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ thi đấu cờ nhanh cá nhân nam cùng Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương tham dự ở bảng nữ cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất của SEA Games trong những tin tiếp theo. Mời quý khán giả cùng theo dõi.